Chào các bạn. Chào các bạn. Hôm bữa mấy đứa ở đây làm cái clip 30 giây ăn 4 tô mì cay, tổng cộng là 100 quả ớt, đúng không? Đúng. Trong video này chúng ta sẽ làm với cái thử thách ngược lại cái tính chất ăn cay đó, thì là ăn chua. Trong nhóm của mình có ai thích ăn chua không hả? Ăn chua là ăn chanh hay sao anh Vinh? Dạ anh nhờ mấy đứa trong nhóm kể ra cho anh vài loại trái cây mà nó thiệt là chua để anh làm thử thách coi. Me chua. Nhà đứa nào có? Nhà em có nè. Đi hai cho anh. Còn trái gì chua nữa? Trái dâu, dâu chua, đúng rồi. Khế, đúng rồi. Gì nữa? Cam nữa. Đúng, cam, hạnh, rồi đủ. Chanh nữa. Trái. Đây. Được thêm hai trái khế chua nữa. Nè, khế chua nha quý vị. Có trái bự, trái nhỏ. Nào chua thiệt chua á. Có gãy chưa? Ngáo có gãy rồi. Mấy con gãy lận. Trời ơi, hai thanh niên này kìa. Tụi mình đang trên đường đi hái me nha các bạn. Rồi, cây me nè mấy bạn ơi. Đó. Thấy dưới vô mấy đứa chụp đi. Nè. Cái bột áo để vô nha các bạn. Rồi. Nằm ngoài nghe dữ ha. Cái me bự cho bá luôn à. Gà. Bắt chước Tiêu Cường rồi. 5 minutes later. Me chua, dâu chua, tắc và chanh, cơm sành chua, khí chua. Mời mấy em đem ra đây để lên cái bàn thử thách của bọn mình đi. Đây này, sắp xếp theo thứ tự. Đầu tiên là trái dâu. Dâu rồi. Dâu rồi tới khế rồi tới cam. Cam xong rồi tới me xong rồi tới chanh. Đúng rồi. Sắp xếp tăng dần theo mức độ chua nha quý vị. Từ cái bữa ăn 10 trái tắc á, tới giờ em còn ám ảnh đồ chua á. Quy tắc chơi thử thách ăn chua là mỗi bạn chỉ tham gia duy nhất một lần và đi tới đẳng cấp cuối cùng là ăn hết một trái chanh. Hiểu chưa? Hiểu. Rồi bây giờ ở đây mấy đứa lấy cái dĩa ra ngáo. Lấy cái dĩa ra. Cái dĩa nhỏ này là để trái dâu cầm. Để vào hai trái dâu đi. À, cái này là đẳng cấp thấp nhất 5.000. Tiếp theo là tới trái gì? Trái khế. Trái khế. Không, một trái khế thôi, 10.000 lựa trái khế vừa. Nè, cái này thôi nè. Chua dữ lắm nha quý vị. Tiếp theo là tới trái gì? Trái me. Trái me. Một trái thôi. Trái thôi mà để cái trái này ai ăn vậy nha. Đừng coi trái này nó bự nè. Trái vừa phải thôi. Ừ, trái này được rồi. Tiếp là tới trái cam. Để qua cắt ra luôn cho bạn. Cắt trái cam để làm thử thách nè. Trời ơi, nó chua kìa. Cuối cùng là một trái chanh. Trái chanh khủng bố luôn nè, bự lắm nha quý vị. Nó bự bằng trái cam luôn. Nhìn mà chua rồi đó. Trái chanh này cắt ra làm hai thôi, dắt nước đưa cho miệng uống là được rồi. Đứa nào ở đây muốn chơi trước? Đại nè. Nhìn đại thể hiện nè. Mấy em chỉ có thời gian trong vòng 1 phút cố gắng ăn từ trái dâu sang trái khế, bắt sang trái me, chuyển sang trái cam, cuối cùng là ăn trái chanh. Hiểu chưa? Số tiền tương ứng nó nằm ở đây. Ủa sao hai trái dâu có 5.000 hả? Trái dâu có chua đâu mà mày đòi nhiều tiền. Đây là cái đồng hồ. Ai Ngọc cầm cho anh canh đúng 1 phút. 1 2 À quá. Quét. Go. Ăn đi, cạp vô. Nhớ 1 phút nghe Ngọc. Đại đại đại. Ờ, ăn hết rồi trả lại chỗ cũ. Xích đây nè, xích đây là ăn nè. Mấy đứa để ý rồi, mấy đứa để ý rồi. Cố lên đại, cố lên đi. Cố lên đại ơi, cố lên đại. Ê, không có bỏ ra. Chỉ bỏ cái gột ở giữa thôi. Còn mấy năm cái cánh của quả khế là phải ăn hết. Nhanh lên. Hết rồi. Thánh thần ơi, tới trái me nữa. Trời ơi, coi nó lột vỏ kìa. Sắp chắc hết thời gian luôn rồi quá. Còn mấy giây nữa? 30 giây nữa. Kẹp rồi. Đi rồi. Hết rồi đại ơi. Trời. Cưng là vua ăn chua trong tim mà cưng chịu không nổi, mấy cái kia chịu sao nổi. Gá lên đại ơi. Từ từ đó, cho nó nhai cái đã chứ. Từ gá lên. Ăn cơm đi đại. Gá lên. Gá lên đại ơi. Còn mấy miếng cá là Một miếng. Hết thời gian rồi. Vậy là A Đại mới có tấn công sang này là chưa hết 50.000. Là mới được có 20.000 thôi. Tới đó là cái miếng 20.000 à, gửi tiền. Cảm ơn anh. Thành viên tiếp theo là ai? Em cho.
Trời, Vũ Thanh này sung, cái thằng này ốm mà sung. Ba vô. Nó chua dữ lắm các bạn ơi. Mày cố gắng lột trái me cho lẹ, không hết thời gian như thằng Đại vậy đó. Mày yên tâm đi. Vũ Thanh đẹp trai, trai. Vô. Thanh thằng ơi, nó ăn gì mà cái đầu nó lắc dữ vậy trời. Trái nữa, còn trái nữa kìa. Thằng ơi, hư dữ nữa rồi. Cái gì phải bình tĩnh nha. Thanh ơi, mày ăn rồi, thằng này nó ăn hai trái khế, ăn xong trái khế hết thời gian luôn rồi. Nó ăn hai trái vô là bỏ cái chân đi luôn rồi. Ghé lên đi. Ồ lẹ. Ôi, thằng này lột me lẹ dữ vậy. Giỏi quá, chữ quá. Ôi. Hay quá. Cái gì ghê vậy? Ghê hay thằng. Thằng ơi. Rồi, chán xe, tức chứ mới 30 giây 40. Thằng ơi, nặng hết nước vô miệng. Ơi. Ơi, hết thằng ơi. Ghê vậy. Bom 8 giây phải không? Thánh thằng ơi, thằng Vũ Thanh này hay. Từ xưa tới nay cứ nghĩ là A Đại là thành viên ăn chua đẳng cấp nhất ở trong nhóm. Ai ngờ đâu giờ mới biết thì ra là Vũ Thanh các bạn ạ. Cái tốc độ ăn quá kinh khủng. Đây, gửi em 100 ngàn. Cảm ơn nha. Rồi, xong ha. Đây, tới thành viên tiếp theo ai. Thành Ngáo ha. Nhắm coi ăn kẹp không Ngáo? Dạ kẹp. Ngáo lúc nào mà chả tự tin và cái kết luôn luôn thất bại. Đếm nè, đếm đi chọn tay. 1, 2, 3. Trời ơi, tội, cái gì từ từ ăn luôn cái dĩa hay gì vậy mày? Từ từ nghe. Rồi con nếp ăn kìa. Ghê quá Ngáo ơi. Ngáo ơi. Rồi ăn trái dâu hết luôn 20 giây luôn rồi. Cho trái khế chua. Ăn luôn, dồn luôn. Ghiết. Trời ơi, tội. Nết nó ăn còn hơn là nó làm như là, nó làm như là đói mấy năm vậy. Ghiết lên. Nhả cái dành khế ra nha. Còn miếng nữa xong rồi. Rồi chừa cái cùi lại. Thành công rồi. Còn cùi khế không à. Hả gì vậy? Hả thằng ơi, thằng này nó lột me lẹ quá vậy. Còn trái cam nữa. Nặng trái cam vô nữa. Gì vậy? Nặng trái cam vô. Thành công rồi. Giỏi quá, còn 3 hộp me thôi. 50 giây chua rồi. Cái gì vậy? Ở chua quá, chân này con không về rồi ba má. Chua quéo mỏ luôn rồi các bạn ơi. Cho mình vô trong nằm nghỉ một chút xíu. Cho mình tỉnh lại mới được. Vô nằm đi. Vậy là Thành Ngáo thất bại rồi quý vị ơi. Mới ăn tới trái me là có 20 ngàn à. Dì xét anh Vinh ơi. Lấy 20 ngàn đưa em luôn. Cầm. Cảm ơn anh Vinh. Đây thằng Quang nó trước nè cưng ơi, nhường cho thằng Mập đi. Ủa sao lần này tới lượt em mà trái me bự dữ vậy? Phải rồi, mày mập hơn người ta thì trái me mày cũng phải bự chứ. Em mập hơn người ta chứ bao tuổi em có bự hơn người ta đâu. 1 2. Quang. Dứt. Hồi nãy ăn hết chưa vậy? Hết rồi. Hết rồi. Phải kiểm tra kỹ mới được mấy đứa ơi. Nhanh lên Quang, nhanh lên. Quang, cố lên. Cà, ăn cà. Ăn cà. Cố lên Quang. Đó, chắc khế rồi đó. Nhanh lên đi. Chắc khế là được 10 ngàn. Nhanh lên. 20 giây cho qua rồi đó. 20 giây rồi đó. Nhanh lên. Lẹ. Đây cái mẹ, trời ơi trời, dịch cái mẹ nó bự kìa. 30 giây rồi đó. Lẹ đi. Cố lên Quang ơi. Lọc vỏ hơi chậm nha, phí thời gian lắm. Ghét lên. Cố lên Quang ơi. Mấy giây rồi Ngọc? 40 giây rồi. Lẹ lên. Ghét lên Quang ơi. 50 giây rồi. Ghét lên Quang ơi. 50 giây rồi. Kẹp không? Nặng ghét lên. Kẹp không? Hết thời gian rồi. Quang chỉ ăn mới được có 2 miếng cam trong 4 miếng thôi. Vậy là Quang chưa có hoàn thành được tới 50 ngàn, chỉ mới có 20 ngàn thôi. Đây. Nghiệp hết nha. Cam. Sớm tới giờ cả team mình ngoài bạn Vũ Thanh ăn hết trái chanh đạt được 100 ngàn trong vòng 1 phút ra thì không còn thành viên nào khác có thể phá vỡ kỷ lục hết. Thì lần này trông cậy hết vào Tiểu Cường. Chuẩn bị bấm thời gian nè. 1 2. Khoan, để em đi đái cái hả? Để em khoai ăn chua rồi đái em quần. Hư dữ nữa rồi. Biết lo vậy là tốt. Tiết mục ăn chua ám ảnh nhất thế giới xin được bắt đầu. Quyết. Go. Cho được 5 ngàn.
Lạ mới này nó quất thêm trái dâu à, mẹ ăn lẹ quá vậy. Mười ngàn. Gán lên. Mười ngàn. Ủa vậy cho qua rồi. Bước sang cái 10 ngàn rồi nè. Cái gì đó. Khế gán lên. Hết cho khế rồi, ăn xong để lại đây chứ. Để cho mẹ. Trời ơi trời, cho mẹ kìa. Nhìn cái xỉu luôn. Trời chua kìa, chua kìa. 30 giây cho qua. 30 giây rồi đó. 50 ngàn. Biết là 1 miếng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. 2 miếng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. 42 giây rồi kìa. Ghét lên. Thánh thần ơi. Ý da, miếng cam còn sót 1 miếng kìa, ghét lên. Nhanh lên, hết chưa? Nhanh lên, hết chưa? Rồi, mấy giây? 59 giây. Tính gan cường này cũng dữ thiệt chứ. Mình ăn tới me là hết đáp rồi. Còn cường nó quất luôn tới giấy chanh. Nè, lấy 100 ngàn đưa cho tiểu cờ coi. Mình dành. Thôi kệ, chịu khó hơn chút, đựng 100 ngàn cũng được. Đó là bạn nữ duy nhất trong team các bạn. Tiểu Dân, cố gắng lên nha. Đếm nè, 1 2 3 Dân. Cố lên Như ơi. Cố lên. Ăn lẹ lên. Lẹ lên đi Dân. Cố gắng hết sức mình lên. Cố gắng hết sức mình lên. Cạp ghét lên. Không có ăn từ từ được. Cái tốc độ này không ổn rồi Dương ơi. Mấy giây rồi? 20 giây rồi. Nhanh lẹ lên. 25 giây châu à đó. Con chạy nhanh lên con, em nhanh lên. Gán lên. Đây 20 đó. 20 đó nhanh. Trời ơi. 46 rồi. 46 giây luôn kìa. Còn 4 trái cam. Kẹp. Kẹp nhả hộp ra. 55 giây châu qua đó Dương. Gán kẹp. Gán lên. Sắp xong rồi. Gán lên. Không kẹp rồi. Game over. Đáng tiếc quá. Không tới rồi. Trình độ chưa đủ. Về nhà luyện thêm nha. Người cuối cùng. Ai Ngọc. Chuẩn bị bấm giờ nè. 1 2 quét. Vô. Rồi. Cái tốc độ hết sức mình luôn. Ăn không có bỏ ra. Mấy đứa để ý nha. Ê, ăn xong cái nào thì để lại cái chỗ đó. Để họ người ta kiểm tra. Gán lên. Gán lên. Mấy giây rồi? Mở mới có 20 giây rồi. Thánh thần ơi. Làm lẹ vậy? Thần ơi, nãy nó ăn gì đâu. Cái tốc độ bần thờ thì gì không biết nữa. Mấy giây rồi? Ờ, tình hình này là hồi nãy nó ăn kẹp rồi. Rồi. Hả, họng ngước ngược lên nặng xuống. Hết thời gian chưa? Thời gian kẹp luôn rồi. Cam. Bây giờ mày mới có 50 giây mày đã hết thời gian mày. Thằng này Sam chuẩn bị bấm tiếp nè. 1 2 quét bấm. Còn. Trời ơi, tiểu cường làm mất hứng ghê luôn á. Còn mấy miếng cam nữa kìa. Miếng này nặng ăn chưa hết nữa nè. Thành công rồi quý vị ơi, thành viên này quá lợi hại luôn rồi. Rồi. 100 ngàn. Bệ nha. 100 ngàn của nó lấy dưới này đút luôn đi. Cầm. Cảm ơn chứ. 100 ngàn của tiểu cường. Ủa tiểu cường nãy cũng được 100 ngàn nữa hả? Dạ. Nhiều chứ hả? Còn lên mới rồi cũng thành công rồi. Video này không biết mấy đứa cảm nhận như thế nào ta. Vui cỡ nào đâu, nói thiệt cho nghe coi anh vui cỡ nào hả? Nói chua quá, chua, cũng xỉu. Thôi, video mình đến đây là kết thúc được rồi. Hôm bữa thì ăn ớt, hôm nay thì ăn chân. Và hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye.